tòa chiếu lại cảnh bố và dì ghẻ hành hạ bé 8 tuổi đến chết. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Sáng mai ngày 21 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiến hành xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 27 tuổi, quê Gia Lai, bị truy tố tội giết người, hành hạ người khác, và Nguyễn Kim Trung Thái, 37 tuổi, ngụ tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, bị truy tố tội hành hạ người khác, che giấu tội phạm. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn. Phiên tòa được xử công khai tại trụ sở của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Từ sáng ngày 20 tháng 7, phòng xử án đã được chuẩn bị kỹ càng với một TV được đặt ở phòng lớn bên ngoài, truyền trực tiếp diễn biến phiên tòa. Trong phòng xử, máy chiếu và màn chiếu lớn được đặt ngay gần bàn của hội đồng xét xử để phục vụ cho việc trình chiếu các đoạn video ghi lại hành vi bạo hành, đánh đập của Trang và Thái đối với cháu A. Theo truy tố, sau khi vợ chồng Thái ly hôn, Thái nuôi con gái là cháu Nguyễn Thái Vân A, sinh năm 2013. Đầu tháng 9 năm 2020, Thái đưa người tình là Nguyễn Võ Quỳnh Trang về sống chung như vợ chồng tại chung cư Topaz 2, Saigon Pearl, quận Bình Thạnh. Khoảng tháng 10 năm 2021, do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên cháu A học trực tuyến tại nhà, Thái giao Trang ở nhà chăm sóc và dạy kèm cháu A. Trong thời gian từ ngày 7 tháng 12 năm 2021 tới 22 tháng 12 năm 2021, Thái nhiều lần dùng tay, chân, cây gỗ, roi, cây kim loại, ống nối của máy hút bụi, đánh đập, hành hạ dã man đối với cháu A bằng nhiều cách thức khác nhau trong nhiều ngày, nhiều giờ. Rất nhiều lần Thái chứng kiến người tình hành hạ con gái mình, như chiều ngày 7 tháng 12 năm 2021, Trang bắt cháu A quỳ gối, hai tay giơ lên cao, dùng roi đánh cháu. Thái ngồi trên giường chứng kiến cùng chửi mắng cháu A. Tiếp đó, Trang bắt cháu A quỳ gối học bài đến 18 giờ 28 phút mới được đứng dậy. Chưa hết, từ 22 giờ 14 phút ngày 10 tháng 12 tới 2 giờ 16 phút ngày 11 tháng 12, Trang và Thái thay phiên nhau dùng roi, dùng cây kim loại đánh cháu A trong tình trạng cháu A không mặc quần áo. Trang dùng tay bóp cổ cháu A, còn Thái cầm roi đánh vào đầu cháu A. Ngày 11 tháng 12 năm 2021, bắt đầu từ 8 giờ kéo dài liên tiếp đến 10 giờ, Trang lấy kéo cắt tóc, lấy tay nắm tóc ghi đầu cháu A xuống bàn, dùng cây đánh vào vùng đầu, dùng khăn trùm đầu, dùng tay đập đầu cháu A liên tiếp xuống bàn cho tới khi cháu ngã xuống sàn nhà. Trang dùng chân đạp liên tiếp vào vùng bụng, dùng khăn quất vào mặt, dùng cây đánh vào người cháu, bắt quỳ gối giơ hai tay lên cao. Thái có mặt chứng kiến tất cả nhưng không can ngăn mà còn cùng với Trang chửi mắng. Sau khi Trang đánh xong, Thái phát hiện con gái bị chảy máu trên đầu nên sơ cứu và đưa đến bệnh viện khâu vết thương. Mặc dù cháu bị thương, nhưng đến 16 giờ 57 phút chiều cùng ngày, Trang tiếp tục dùng tay chân và cây kim loại, ống nối của máy hút bụi đánh. Đến 16 giờ 30 thì Trang và Thái ra khỏi nhà, nhưng vẫn bắt cháu quỳ gối. Trang và Thái theo dõi qua camera. Khi Trang và Thái về nhà, từ 19 giờ 57 phút đến 20 giờ 20 phút cùng ngày, Trang tiếp tục bắt cháu A cởi quần rồi dùng cây kim loại đánh. Trong thời gian này, Thái nhìn thấy Trang đánh cháu A nhưng không can ngăn. Ngày 12 tháng 12 năm 2021, lúc 16 giờ 27 phút, Trang bắt cháu A quỳ gối, giơ hai tay lên cao, dùng thanh kim loại có đầu nhựa đánh và dùng chân đạp vào người, bắt cháu A chui vào chuồng chó, nhốt cùng với chó, vừa chửi mắng vừa dùng tay tát vào mặt, nắm tóc, kéo tai cháu A. Thái cầm thanh kim loại có đầu nhựa đứng bên cạnh chứng kiến. Đến 17 giờ, Trang bắt cháu A ra khỏi chuồng chó, cởi quần nằm sấp để Trang sử dụng cây gỗ đánh và cùng với Thái tra khảo bài. Đỉnh điểm là ngày 22 tháng 12 năm 2021, suốt từ 14 giờ đến 14 giờ 30, Trang bắt cháu A quỳ làm bài tập để Trang kiểm tra bài. Chưa đầy 20 phút sau, từ 14 giờ 51 phút đến 18 giờ, Trang cho cháu ngồi học. Trong khoảng thời gian này, Trang không cho cháu mặc quần áo, sử dụng cây gỗ đánh mạnh liên tiếp vào người cháu A. Dã man hơn, khi tay này mỏi thì Trang đổi tay kia đánh cháu bé. Khi bị đau tay, Trang mang bao tay vào tiếp tục đánh cháu A. Chưa hả dạ, Trang còn dùng chân đạp, đá liên tục nhiều lần vào vùng bụng, vùng hông, vùng lưng, vùng bộ phận sinh dục, hoặc dùng tay đánh vào đầu, tát vào mặt của cháu A. Vừa đánh cô này vừa chửi bới cháu bé. Đến 18 giờ cùng ngày thì cháu bất tỉnh, Trang điện thoại báo cho Thái về đưa cháu A đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, cháu A đã qua đời. Để che đậy hành vi tàn độc của mình và người tình với cháu A, Thái xóa hết dữ liệu của 4 camera trong căn hộ.